những vụ án kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Những lá bài nhuốm màu ân oán. Cậu nghĩ như thế nào? Hung thủ đã gửi những lá bài cho các mục tiêu của hắn. Vấn đề là không biết được mục tiêu tương ứng với hai lá bài còn lại là ai. Và ai sẽ là nạn nhân kế tiếp? Điều gì có nghĩa là mục tiêu cuối cùng là ba người đang tập trung ở Cao Nguyệt Đường. Không xong rồi, Kasiha cũng đang ở trên đó. Nè Hatu đi, làm sao mình tới Cao Nguyệt Đường được? Tôi có ý này. Cái gì? Cậu đừng nói là... Chuẩn bị nào, cứ đó. Kasiha, đón xem phim điện ảnh Conan bản tình ca màu đỏ thẫm phát sóng lúc 20 giờ ngày 12 tháng 4 trên HTV3 Dreams TV.